mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu clip sử dụng dây buông áp dụng trên cả 6 giây. Tức là câu này các bạn học một câu ở trên 1 giây thôi và các bạn áp dụng trên cả 6 giây luôn. Và mỗi một cái giây như vậy thì chúng ta tương ứng với một âm giai thứ theo cái tên của cái giây đó. Nó rất là đơn giản để bạn áp dụng. Thì cái câu này mình sử dụng để tập của chạy hai ngón và ở trên tay trái hai ngón mình bấm ha. Và tay phải mình đánh Untrained Beginner lên xuống hết. Đặc biệt ở đây, tức là các bạn đánh chùm liên 4, nhưng mà cái câu này các bạn chia ra cảm giác là một lần có 3 nốt thôi. Thì đó là một thử thách nếu các bạn làm chưa quen nhịp. Còn nếu các bạn đánh quen rồi thì sẽ ok, sẽ không vấn đề gì cả. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái câu clip này ở âm giai mi thứ của dây số 1, cũng là dây mi luôn nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ học về những cái câu khác có tab kèm theo luôn, các bạn xem và tập theo cùng với mình nhé. Đầu tiên chúng ta có mi thứ. Thì cái câu này nó bắt đầu như sau. Thì các bạn thấy bắt đầu ngang ngang xuống 12, tức là nốt mi. Các bạn đánh hai nốt các bạn bấm, sau đó các bạn đánh cái dây buông ha, tay phải các bạn cứ xuống lên hoài như vậy ha. Thì bắt đầu chúng ta ngang 12, sau đó mình bấm 14 và các bạn đánh cái dây buông vậy ha. Nó như sao ha. Thì đầu tiên các bạn đánh 12, 14 dây buông ha. Rồi sau đó xuống thì nó lại khác một tí, các bạn đánh ngược lại, tức là 12, 10 dây buông. Các bạn có cảm giác là lần đầu chúng ta đánh theo kiểu tăng lên 12, 14 dây buông, lần thứ hai là 12, 10 dây buông ha. Rồi xuống dưới thì các bạn bắt đầu lặp lại là chúng ta 8, 10 dây buông ha. Bắt đầu tăng lên là 80 nha. Rồi sau đó xuống thì các bạn đánh là 8, 7 dây buông ha. Thì bạn cảm thấy một lần lên, lần xuống, lần lên, lần xuống. Thì đánh chậm như sao ha. Đánh 3 nốt ha, tức là ngang 5, ngang 7, ngang 5 thì mới dây buông ha. Thì đó là nguyên một câu. Các bạn nhớ nhịp chân, khi các bạn nhịp đúng thì bạn sẽ đánh như là nó đúng là theo từng nốt hết nha. Nhịp liên 4 ha. Tương tự các bạn thấy rằng khi mi thứ thì dây số 1 là dây mi, chúng ta gọi mi thứ. Và chúng ta đánh cái thế tài như vậy. Khi quen rồi các bạn lên dây số 2. Dây số 2 là dây si thì nó là si thứ. À đơn giản các bạn. Thì si thứ như vậy xong rồi các bạn bấm cũng thế tài của 12, 14 rồi 12, 10 y chang như vậy nha. Mình đánh các bạn. Các bạn xuống tới dây số 3 là dây gì? Dây sòn cũng như vậy thôi nha các bạn. Tương tự các bạn có thể dùng dây rê, dây la. Chẳng hạn ví dụ dùng đánh dây số 5 đi ha. Đơn giản đúng không bạn? Thì với cái mô típ như thế này các bạn có thể nghe đâu đó của John Belushi hay là Joe Satriani có sử dụng trong các bài hát khi bạn chuyển. Như bạn phải là học lick để làm gì? Thì học lick để bạn luyện được một cái câu hay của một cái danh thủ nào đó, hoặc là một cái câu được đúc kết rất là nhiều lần để tạo ra cái câu hay đó.
Thì khi mình học như vậy mình hiểu được, à nó thuộc về mi thứ này, khi đánh cái này. Còn khi xài cái nào thì nó vô chừng. Các bạn có thể là băng cấp nó, các bạn đưa vô những cái bài hát nào, cái đoạn nào các bạn thử, các bạn nghe hợp lỗ tai thì bạn xài thôi. À còn khi tập như vậy không chỉ nâng cao được cái mình nghe được cái kiểu cái câu đó hay của cái em sai đó, và mình luyện cái tai của các bạn nữa. À, nó lợi ích rất là lớn từ việc tập lick. Nhưng mà khi tập xong các bạn biết được điều đó rồi, các bạn có thể biến hóa nó để ra nhiều cái của các bạn hơn. À, ví dụ như cái kiểu lúc nãy chúng ta đánh một cái lên một cái xuống giống như vậy ha, thì các bạn có thể nâng ở những cái cao hơn để các bạn đánh theo cái kiểu như vậy, nhưng mà chúng ta ở các vị trí thế tay khác và các bạn nghe nó sẽ khác ha. Ví dụ hoặc là đáng lẽ các bạn đang mi thứ nhưng bạn đánh khác nữa đi, các bạn sẽ nghe cảm giác khác. Đáng lẽ chúng ta đây 12, 14 nó pha thăng đúng không? Bây giờ các bạn đánh nốt pha thôi. Các bạn nghe cái mùi nó khác liền đúng không? À thì các bạn cứ thử nghiệm ở trên cần đàn của bạn để bạn thể nghe được những cái âm sắc nó khác nhau. À, đó là một cách học được phát triển từ lick rất là hay ha. Thì hy vọng luôn nhận được sự ủng hộ từ các bạn kênh Guitar for Freedom và shop đàn nhỏ nhỏ của mình Amigo Guitar Shop. Các bạn có nhu cầu mua đàn guitar, đàn bass, amplifier thì đều có, từ hàng cũ cho đến hàng mới, giá 1 triệu mấy cũng có rồi, cho đến vài chục triệu cũng có luôn. Đặc biệt các bạn có thể tham khảo thêm một cái kênh của em trai của mình là Toàn Amigo, chuyên phụ trách lần là thường xuyên up lên những cái cây đàn cũng rất là đẹp, hoặc là hướng dẫn sử dụng phơ, sử dụng amply, một vài chiêu để chỉnh sửa gì đó. Cái link mình của cái kênh là mình có để ở cuối cái clip này, đó là Toàn Amigo ha, đó là em trai em ruột của mình phụ trách shop Amigo chuyên về kỹ thuật, cho nên là em có thể sẽ chia sẻ các bạn nhiều điều thú vị về cái đàn guitar, cách bảo dưỡng hoặc là lên dây chỉnh sửa rồi từ phơ pháo đủ thứ cả. Rất là hiệu quả, hy vọng là nhận được sự ủng hộ của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.